Our world is full of possibilities and challenges. From global industries and growing world population, to changing lifestyles, digitalization, and new types of mobility, fueled by electric power. Two-thirds of today's greenhouse gas emissions come from the energy sector. As the demand of electricity grows, we must find solutions to save energy, reduce CO2 emissions, and protect our climate. The answer is green energy. Green energy generated more efficiently, especially from renewable sources, transmitted and distributed with reduced loss, used more efficiently in the industrial, mobility, and consumer sectors. Microelectronics plays a crucial role in optimizing energy efficiency in the generation, transmission, and consumption of electrical energy. Infineon is a market leader in innovative semiconductor solutions along the energy conversion chain. Semiconductor solutions help put wind power and photovoltaics on par with conventional energy sources by improving the efficiency and miniaturization of wind and photovoltaic system designs. Renewable and clean. Semiconductors enable energy transmission, distribution, and storage in the most efficient manner. Reduction of losses is key in optimizing the global energy flow, which is essential to cover the growing energy needs. Stable and reliable. Sustainable and effective power management solutions consist of sensors, microcontrollers, and power semiconductors. They are essential in mobility, industry, communication, and everyday life. Smart and effective. For more than 40 years, Infineon has been developing solutions to optimize energy efficiency and decarbonization in all areas of life. For a future worth living, we make green energy happen. Infineon, carbon neutral by 2030. Infineon. Part of your life, part of tomorrow. Xin chào mọi người, thì rất là vui, cảm ơn anh Thảo, rất vui biết anh Đại và cảm ơn Dũng đã mời mình thuyết trình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay những cái slide thì mình chuẩn bị trong bằng tiếng Anh, nhưng mình sẽ cố gắng trình bày bằng tiếng Việt ở mức tối đa có thể. Thì cái bài trình bày của mình hôm nay là nghiên một phần là về cái nghiên cứu tiến sĩ của mình. Nó có tên gọi là hệ thống máy phát và chỉnh lưu tích hợp, hoặc là Integrated Generator Rectifier System. Và cái ứng dụng của mình chủ yếu là cho điện gió ngoài khơi. Và cái phần thứ hai của ngày hôm nay là mình sẽ nói về những cái bài học mà mình rút ra được trong cái quá trình phát triển nguyên mẫu ở quy mô khoảng cỡ vài chục kilowatt. Thì đầu tiên là tại sao mà mình lại nói về cái ứng dụng về điện gió ngoài khơi? Tại vì cái tiềm năng của điện gió ngoài khơi rất là lớn so với lại cho cái nhu cầu điện sử dụng của mình. Ví dụ như là ở Mỹ thì người ta thấy là cái điện gió ngoài khơi nó có thể tạo được 2 lần lượng điện tiêu thụ hàng năm. Tuy nhiên khi mà mình nhìn tới cái thời điểm hiện tại ở Mỹ thì cái lượng máy phát điện cho điện gió ngoài khơi thì nó vẫn chưa tương xứng với lại cái tiềm năng. Ví dụ như các bạn nhìn vào năm 2021 thì chỉ có khoảng 42 MW được lắp đặt, và người ta cố gắng là tới năm 2035 thì sẽ cần phải có là khoảng 20 gigawatt được lắp đặt trên toàn nước Mỹ. Cái lý do mà điện gió ngoài khơi nó vẫn chưa trở nên phổ biến á, là tại vì cái chi phí sản xuất điện của điện gió ngoài khơi nó vẫn còn rất là cao so với những nguồn năng lượng khác. Ví dụ như theo cái báo cáo này thì các bạn thấy là điện gió ngoài khơi nó vẫn cỡ khoảng $120 một megawatt giờ so với những cái nguồn năng lượng khác, ví dụ như là điện gió trên bờ và onshore wind thì hiện bây giờ là khoảng $40 một megawatt giờ. Như vậy là để làm cho cái điện gió ngoài khơi nó trở nên chi phí hợp lý hơn, trở nên thông dụng hơn á, thì cái giá thành nó phải thấp xuống, và cụ thể là có cái mục tiêu là nó phải cỡ như cái giá thành của điện than, của điện nguyên tử hoặc là của gas turbine, thì tới lúc đó mình phải làm giá thành nó thấp như vậy thì cái nguồn điện gió ngoài khơi nó mới có thể phát triển được. Và để mà làm cho cái điện gió ngoài khơi giá thành nó cạnh tranh hơn á,
thì các công ty hiện bây giờ họ đang cố gắng là làm cái turbine, cái quy mô nó lớn hơn. Ví dụ như bạn thấy là khoảng vào năm 2019 thì GE đã có cái turbine nó tên là Halley AX, thì đầu tiên nó thiết kế cho 10 MW nhưng mà sau đó họ đã demo nó ở cái quy mô là 14 MW rồi. Thì lý do mà cái turbine nó lớn hơn thì cũng trên một cái diện tích mặt biển như vậy, nhưng mà bạn đặt cái turbine lớn hơn thì bạn sẽ làm được nhiều điện hơn. Thì khi mà làm nhiều điện hơn trên cùng một cái đơn vị diện tích á, thì cái chi phí thuê biển nó không có thay đổi, thì như vậy là cái điện của mình sẽ rẻ hơn. Có một cái điểm chung của các công nghệ điện gió ngoài khơi hiện tại thì họ phải dựa trên cái kết cấu chuyển đổi năng lượng như thế này, là các bạn bắt đầu bằng cái turbine, rồi sau đó toàn một là cái turbine này nó có cái trục nó sẽ quay cái máy phát điện, người ta gọi là direct drive, là không có qua hộp số. Rồi toàn bộ năng lượng trong cái máy phát điện này á, thì họ sẽ chỉnh lưu qua một cái bộ chỉnh lưu chủ động, rồi sau đó mới chuyển cái toàn bộ năng lượng này tới tới lưới điện. Thì cái cấu trúc như vậy nó có một cái vấn đề tương đối lớn hiện bây giờ, là toàn bộ năng lượng họ phải xử lý trên cái bộ chỉnh lưu chủ động. Thì cái bộ chỉnh lưu chủ động hiện bây giờ vẫn khá là đắt đỏ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại vì chỉnh lưu chủ động các bạn phải bật tắt rất là nhiều lần trong một giây, thì bên cạnh cái hao phí do truyền tải thì nó còn có cái hao phí do bật tắt nữa. Và thứ ba nữa là những cái công tắc trong bộ chỉnh lưu chủ động này vẫn chưa thật sự là đáng tin cậy, nó vẫn thỉnh thoảng nó vẫn hư, và khi mà hư ở ngoài biển thì rất là khó để sửa chữa. Tại vì những cái lý do đó nên cái nghiên cứu PhD của mình tập trung vào cái việc tích hợp cái chỉnh lưu vào trong máy phát điện, và để mục tiêu là làm ra một cái hệ thống nó nhỏ gọn hơn, nó hiệu quả hơn và nó đáng tin cậy hơn. Và ngày hôm nay là mình sẽ tập trung về cái chủ đề này. Phần còn lại của cái bài thuyết trình thì mình sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất là mình sẽ nói về cái hệ thống tích hợp máy phát điện và bộ chỉnh lưu. Và cái điểm đầu tiên mình sẽ nói là về cái cấu trúc của cái hệ thống này nó như thế nào. Và cái thứ hai là một cái bài toán về làm sao mà mình điều khiển cái này để đạt được maximum power point tracking. Cái maximum power point tracking nó rất là quan trọng, tại vì trong cái ứng dụng mà điện gió thì cái này là cái điều bắt buộc. Nếu mà hệ thống của bạn không thể làm được maximum power point tracking á, thì chắc chắn 100% là không thể sử dụng được cho điện gió. Và sau khi cái nghiên cứu PhD của mình xong thì mình có một cái nguồn funding của Bộ Năng lượng Mỹ, thì để mình phát triển cái hệ thống nguyên mẫu nó ở quy mô lớn hơn. Thì trong khi phát triển nguyên mẫu, cái phần của mình thì chủ yếu là mình sẽ thiết kế một cái bộ chỉnh lưu chủ động, thì mình sẽ ở quy mô khoảng vài chục kilowatt. Cái mục tiêu của mình là đi tới 200 kilowatt, nhưng mà hiện tới thời điểm hiện bây giờ thì mình đang illustrate nó ở khoảng 60 kilowatt. Thì như vậy á, mình sẽ nêu ra những cái bài học mà mình học được trong cái quá trình phát triển này. Mong là nó sẽ hữu ích cho tất cả mọi người. Bây giờ bắt đầu ha. Với cái hệ thống máy phát và chỉnh lưu tích hợp á, thì mình sẽ dựa trên cái ý tưởng là ở trong cái máy phát điện cái quy mô lớn thì ở trong đó có rất là nhiều cuộn dây, mà truyền thống của người ta là người ta sẽ nối những cái cuộn dây này với những cái lõi dây này tất cả là với nhau bên trong máy phát điện, mà họ chỉ đưa ra là ba pha thôi. Nhưng mà thực tế là mình không cần phải làm như vậy. Mình có thể được một cách khác là mình sẽ chia những cái lõi dây này thành nhiều cái bộ ba pha khác nhau, và mình đưa từng bộ riêng lẻ ra ngoài. Và trong những cái bộ như vậy thì mình sẽ có một bộ để mình nối với lại cái bộ chỉnh lưu chủ động, mình gọi là active rectifier ở đây. Và tất cả phần còn lại sẽ mình sẽ nối với lại cái phần chỉnh lưu bị động, thì mình gọi là passive rectifier. Thì trong những cái passive rectifiers thì cái công tắc của nó chỉ là diode, còn trong cái active rectifier thì cái công tắc mình sử dụng có thể là IGBT, có thể là silicon carbide. Và cái đầu ra của những cái bộ chỉnh lưu này thì mình sẽ kết nối, mình sẽ nối nó nối tiếp với nhau tạo thành một cái DC bus với hiệu điện thế khá là cao trước khi là mình chuyển toàn bộ cái năng lượng này ra ra lưới điện. Thì với cái cấu trúc như vậy, các bạn đặc biệt là thấy bên những cái passive rectifiers thì mình không có cần cái tụ để lọc cái ripple, như vậy sẽ làm cái quy mô cái kích thước của toàn bộ hệ thống nó nhỏ hơn, và nó cũng giảm cái khả năng bị gọi là cái tụ qua thời gian thì nó sẽ degrade, nó sẽ bị hư hại theo thời gian, để nó không nó cũng hư, nên khi mà mình loại những cái tụ đó đi thì cái độ tin cậy của hệ thống nó sẽ tăng lên. Và khi mà mình nhìn vào cái tiềm năng của cái hệ thống như này nè, thì mình thấy là
Tại vì phần lớn năng lượng là mình sử dụng trên sử dụng xử lý trên diode. Thì khi mà diode mình nhìn vào cái những cái sản phẩm thương mại diode hiện bây giờ mình sử dụng vào cái định mức MVA mình với lại so với lại giá thành á, thì mình thấy là diode nó sẽ có thể là những định mức MVA nó rất là cao, nghĩa là mình có thể xử lý được rất là nhiều năng lượng. Tuy nhiên là và đồng thời theo đó thì cái giá thành nó rất là thấp so với lại IGBTs. Mà IGBTs là cái thành phần quan trọng nhất của trong trong cái bộ chỉnh lưu chủ động. Như vậy nếu mà mình sử dụng cái hệ thống, cái cấu trúc như mình vừa đề xuất á, thì tiềm năng là mình sẽ đạt được cái công suất của hệ thống cao hơn hẳn so với cái những cái hệ thống mà chỉ sử dụng bộ chỉnh lưu chủ động không. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình xử lý phần lớn năng lượng ở trên diode thì nó có một cái điểm lợi là khi mà mình xử lý năng lượng trên diode thì cái diode nó không không có nó hoạt động ở live frequency và nó sẽ không có cái hao phí, nó sẽ không có cái hao phí bật tắt, không có turn on turn off losses. Thì như vậy thì cái hiệu suất của toàn bộ hệ thống nó sẽ cao hơn so với cái việc là mình xử lý toàn bộ năng lượng trên cái hệ thống chỉnh lưu chủ động. Và mình có tính toán một số cái thông số khác để mà tính toán coi là cái lợi ích của mình nó như thế nào á. Thì một cái thông số mà mọi người hay sử dụng đó là MVA rating của cái hệ thống. Thì mình có thể khi mà mình làm như vậy, mình có thể tính là các bạn thấy là cái MVA rating của hệ thống của mình á, nó sẽ thay đổi theo cái số cổng ra của cái máy phát điện. Ví dụ như là mình thấy một một cổng ra như thế này thì nó sẽ liên quan tới cái conventional system, có nghĩa là toàn bộ năng lượng sẽ được xử lý trên cái hệ thống chỉnh lưu chủ động. Và nếu mà mình cứ tăng tăng cái số lượng đầu ra của cái máy phát điện á, thì cái MVA rating nó sẽ thay đổi. Và các bạn thấy là nếu mà mình có bốn cổng ra thì nó sẽ là tối ưu cho cái wind turbines. Thì cái mức giảm MVA rating nó sẽ giảm được tới 30%. Thì có nghĩa là nếu mà bạn xử lý 10 MW thì bạn chỉ cần cái bộ chỉnh lưu chủ động nó ray cho 7 sử dụng 10 MVA thì cái bộ chỉnh lưu chủ động nó chỉ cần ray cho 7 MVA thôi. Và đặc biệt trong cái hệ thống này á, có một cái đặc điểm quan trọng là cái định mức dòng điện và cái định mức hiệu điện thế nó không xảy ra tại một thời điểm. Như vậy một cái metric khác mà mình nhìn vô á, là coi là tối đa là bao nhiêu phần trăm năng lượng được xử lý trên cái bộ chỉnh lưu chủ động. Thì các bạn thấy là cái đường màu xanh chấm chấm như này nè, nó là cái output power của typical cho cái hệ thống tuabin gió. Còn nếu mà mình có cái hệ thống của mình á, thì mình sẽ thấy là cái bộ chỉnh lưu chủ động nó chỉ xử lý một phần của cái toàn bộ năng lượng đó thôi. Và khi mà cái tốc độ của tuabin gió là one per unit, có nghĩa là cái rated là cái tốc độ định mức của cái tuabin gió lúc mà nó sản xuất ra nhiều năng lượng nhất, thì cái bộ chỉnh lưu chủ động chỉ cần xử lý 28% năng lượng tối đa. Như vậy có nghĩa 28% của lượng năng lượng tối đa. Như vậy có nghĩa là nếu các bạn có cái hệ thống mà cần sản xuất 10 MW điện thì các bạn chỉ cần cái bộ chỉnh lưu chủ động nó xử lý tối đa là 2.8 MW thôi. Đó là cái nó giảm rất là đáng kể. Thì khi mà các bạn giảm như vậy thì mình tính toán chi tiết coi là cái hiệu suất của nó thay đổi như thế nào. Thì cụ thể là tới các bạn thấy là trong toàn bộ cái tốc độ của cái tầm hoạt động, cái tốc độ hoạt động của tuabin gió thì tại cái điểm hoạt động mà nó tạo ra nhiều điện nhất á, là one per unit này, thì cái hao phí nó giảm tới 53%. Thì đó là những cái lợi ích mà cái hệ thống của mình đem lại. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Nếu có thắc mắc thì cứ nói với mình có thể hỏi liền bây giờ luôn, không cần phải chờ tới tới cuối đâu. Vâng. Nếu không có thì mình đi tiếp. Mình hỏi cái là tại sao bạn lại chọn bot mode, cái đó chưa hiểu gì hết, mình chưa hiểu. Mình tên Nam nhé, À Nam. vậy thôi. À, Nam hỏi đặt lại câu hỏi Nam ơi. Là tại sao lại chọn là bốn boss này, mình vẫn chưa hiểu chỗ đó. À chọn bộ for port có nghĩa là khi mà mình cái mục tiêu của mình á là mình có thể thay đổi cái số cổng ra, và cái mục tiêu của mình là mình muốn cái bộ chỉnh lưu chủ động cái kích thước nó nhỏ nhất.
đúng không? Thì khi mà mình thay đổi số cộng ra, mình thấy cái conventional là 2 per, là 2 per unit. Khi mà mình thay đổi thì mình tăng cái số AC port lên thì mình sẽ thấy là tại 4 cộng ra thì cái mức độ, cái độ giảm của nó là nhiều nhất, có nghĩa là cái kích thước của cái bộ chỉnh lưu chủ động là sẽ nhỏ nhất. Và khi mình tăng lên 5, 6 thì cái kích thước nó tăng dần lên, như vậy cái optimal point là 4, thì đó là mình sẽ chọn 4. Và đặc biệt là cái số 4 này nó sẽ phụ thuộc vào tùy ứng dụng. Ví dụ như là mình thấy cái ứng dụng này cho wind turbine thì 4 cổng là sẽ là optimal. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cho electric ship này kia thì cái tùy theo cái load profile, thì cái load profile của electric ship mình đã thấy là nó sẽ optimal ở 6 cổng. Mà nó cũng tùy vào cái năng lượng đúng không? Nó tùy theo cái load profile của mình là tại okay. Vì trong ứng dụng này á thì cái load profile nó sẽ cái lượng điện ra nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ quay của turbine. Thì ví dụ như wind turbine á thì cái lượng điện ra nó sẽ tỷ lệ với lại bậc 3 của cái tốc độ quay. Thì với cái bậc 3 đó mình có thể giải bài toán, mình thấy cái optimal nó là 4 cổng. Còn nếu mà trong cái những ứng dụng khác cái load profile nó thay đổi thì mình sẽ phải giải lại bài toán này để tính ra bao nhiêu cổng là tối ưu. Ok, mình hiểu rồi, cảm ơn. Anh Thảo đây Phúc ơi, anh hỏi cái là cũng chuẩn hình này luôn, nói chung là rất là thú vị. Chỗ là số 4 anh hiểu rồi, có nghĩa là em đang chạy, em dùng một cái profile của tải đúng không, cái từng ứng dụng rồi em chạy ra để chọn cái cổng tối ưu mà hệ thống sẽ nhỏ nhất và đạt tối ưu đúng không? Vâng. Như vậy thì là mỗi cái ứng dụng khác nhau, có profile tải khác nhau thì nó sẽ có cái bọt khác nhau, như là số bọt khác nhau đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà trong trường hợp nếu như đó là em đang chạy, em chạy offline thì em chạy trước rồi em đưa ra số bọt đúng không em? Có nghĩa là nó phụ thuộc vào cái database của em. Trong trường hợp nếu em chạy trong thực nghiệm chẳng hạn đi, em chạy real time đi, cái tải nó thay đổi thì nó có ảnh hưởng như ví dụ như tốc độ gió chẳng hạn. Tốc độ gió nó thay đổi thì nó có số bọt, ví dụ nó giảm từ 3 đến 5 đi. Bây giờ thấy số 3 với số 5 nó cũng không thay đổi nhiều sau số 4 lắm. Cho nên em nghĩ là trong trường hợp mà gió thay đổi nhiều chẳng hạn, hoặc là cái đầu tải đầu ra của cái hệ thống wind turbine nó có cái tải nó thay đổi, ví dụ như người ta dùng nhiều hơn chẳng hạn, thì nó có ảnh hưởng hay không? Tại vì lý do mà tại trong wind turbine á, mặc dù là tải nó thay đổi, nhưng mà thật ra anh nếu mà anh nhìn kỹ sau đó thì cái tải nó, cái wind turbine nó phải hoạt động ở cái chỗ đó là maximum power point tracking. Nên khi mà tao hoạt động như vậy thì cái mối quan hệ giữa cái tải đầu ra với tốc độ gió là nó sẽ không thay đổi. Ok, AVBT rồi, ok. Ok, tiếp tục đi, hiểu rồi. Rồi, cảm ơn em nhé. Vâng, vâng. Rồi đây, nó quay lại cái câu hỏi về chuyển tải này kia. Thì trong cái wind turbine á, nó có một cái điều rất là quan trọng mà mình phải để ý là khi mà mình thiết kế cái hệ, bất cứ hệ thống nào cho wind turbine thì nó, cái wind turbine nó sẽ hoạt động là cái công suất đầu ra của cái wind turbine á, nó sẽ phụ thuộc vào không chỉ là cái tốc độ gió mà nó còn phụ thuộc vô cái tốc độ quay của turbine nữa. Thì về mặt vận hành mà nói thì mình muốn cái wind turbine nó sẽ tạo được nhiều điện nhất có thể, nên mình phải muốn là nó hoạt động ở cái tốc độ mà nó tạo ra nhiều điện nhất cho mỗi cái tốc độ gió khác nhau. Ví dụ như là ở 12 mét một giây nè, thì mình phải làm cho cái wind turbine nó quay ở 1 per unit, chứ nếu mà quay nhiều hơn thì mình bị mất 10 MW, mà quay ít hơn thì mình cũng bị mất 10 MW. Thì mình phải làm cái hệ thống điện của mình nó phải làm sao để nó cho cái hệ thống cơ khí nó quay cái tốc độ tối đa này. Và để mà cho cái hệ thống cơ khí nó quay được tốc độ tối đa thì cái hệ thống điện của mình bắt buộc là nó phải điều khiển được cái năng lượng đầu ra của cái toàn bộ hệ thống. Và cái năng lượng đầu ra thì nó phải phụ thuộc vào cái tốc độ quay của turbine. Ví dụ như là mình coi cái đường, mình cái yêu cầu cái hệ thống điện của mình nó phải làm được, nó phải điều khiển tốc độ đầu ra theo cái đường màu đen mà mình chỉ bên đây. Thì như vậy thì cái wind turbine của mình nó mới được gọi là operate ở cái maximum power point tracking. Tuy nhiên cái hệ thống mà mình vừa mới đề xuất với mọi người á, thì nó có rất là nhiều diode, mà mọi người đều biết là diode là mình không thể làm gì được với nó hết. Khi mà nó bật tắt là dựa trên cái hiệu điện thế nó thấy giữa anode với cathode. Nên cái câu hỏi đặt ra là, ôi trời ơi, cái hệ thống mình là xài toàn diode như không như thế này mà mình muốn dùng cho wind turbine, thì mình phải điều khiển được năng lượng đầu ra, nhưng mà mình biết là diode là không thể điều khiển được. Như vậy trời ơi, làm sao đây? Có vẻ là một cái proposal rất là khó khăn. Thì cái câu hỏi duy nhất mà mình cần phải trả lời là mình có thể sử dụng cái active rectifier không thôi để mà điều khiển năng lượng đầu ra của toàn bộ hệ thống hay không. Thì mình cũng lúc mà làm cái này thì mình cũng khoảng một khoảng thời gian mình cũng hơi
panic nhất định, nhưng mà sau đó thì mình thấy à bây giờ mình cứ nhìn vô cái mặt điện của nó đi, rồi xong có gì đó mình suy luận từ đây ra để xem sao. Thì một cách đơn giản mình mới vẽ ra cái mặt để mà thể hiện toàn bộ cái hệ thống như này. Thì khi các bạn thấy trong cái hệ thống cái V, cái DC grid á, thì mình có thể giới thiệu nó bằng một cái nguồn thế VDC, và cái này nó không đổi tại vì nó là grid rồi. Rồi trong lúc mà cái toàn bộ hệ thống nó hoạt động á, thì các bạn thấy là cái chỉnh lưu bị động thì tại phần lớn các cái thời điểm là sẽ có hai cái diode nó dẫn. Thì hai cái diode dẫn này nó sẽ nối cái nguồn AC phía bên trái này với lại cái DC grid. Nên từ cái phía đầu ra của cái chỉnh lưu bị động á, thì cái hiệu điện thế của nó là nó nối nguồn thế với nguồn thế, nên cái đầu ra mình có thể xem nó là cái nguồn thế. Thì VP này nó là hằng số. Tại vì VDC là hằng số, VP là hằng số, thì cái VA này á, khi mà các bạn chỉ đơn giản là dùng KVL thôi, thì cái VA là nó có cái tụ vô đây, thì cái hiệu điện thế trên cái tụ này thì nó cũng là hằng số. Thì khi mà VA này nó là hằng số thì bạn nhìn vô cái phần dưới này là nó là cái giới thiệu cho cái toàn bộ mạch, cái cho cái bộ chỉnh lưu chủ động. Thì khi mà mình thấy cái mạch này, mình thấy à đây rồi, cái nguồn phía bên trái này là cái nguồn sinusoidal AC, và mình có 6 công tắc như thế này. Thì với 6 công tắc này á, thì mình có thể điều khiển được dòng điện đi ra khỏi cái nguồn thế phía bên trái đây. Và khi mà điều khiển được dòng điện á, thì mình có thể điều khiển được năng lượng bên phía AC. Thì cái năng mình chỉ sử dụng FOC control là khá là tiêu chuẩn ở trong cái electric drive. Thì mình có thể điều khiển được năng lượng bên AC. Mình có thể điều khiển bằng cách là mình chỉnh cái D-axis current là ID này. Và khi mà mình thấy là VA ở đây nó là hằng số rồi, thì cái năng lượng ở phía bên AC với lại phía bên DC nó phải cân bằng. Vì lý do đó nên chỉ cần bằng cách là mình chỉnh cái dòng đi axis bên của bên phía AC thì mình có thể điều khiển được cái dòng bên phía DC. Và trong cái hệ thống mà nó kết nối nối tiếp như thế này á, thì cái dòng DC đầu ra của cái bộ chỉnh lưu chủ động nó cũng chính là dòng DC đầu ra của cái bộ chỉnh lưu bị động, và nó cũng là dòng DC chạy vô trong cái DC bus của mình luôn. Thì để thấy nó rõ hơn một chút á, thì mình vẽ ra một cái mặt điện tương đương. Thì với cái mặt điện tương đương này mình có thể thấy là cái bộ chỉnh lưu chủ động của mình dưới đây thì mình làm nó là một cái nguồn dòng mình có thể điều khiển được. Còn toàn bộ cái bộ chỉnh lưu bị động là nó nằm ở phía trên này, thì nó là cái nguồn thế và kết nối nối tiếp với cái nguồn dòng. Và cái grid interface của mình là cái VDC. Thì khi mà mình trong cái hệ thống nó nối tiếp như thế này, khi mà mình có thể dùng cái bộ chỉnh lưu chủ động để mình điều khiển cái dòng bằng cách là chỉnh cái D-axis current của bên bộ chỉnh lưu chủ động để mà điều khiển cái dòng DC, thì mình và VDC nó là hằng số, thì chỉ đơn giản là mình chỉnh cái dòng DC này thôi là mình có thể điều khiển toàn bộ năng lượng ra đầu ra cho toàn bộ hệ thống luôn, không chỉ là năng lượng ra của bộ chỉnh lưu chủ động. Thì để mô tả cái này á, thì mình thấy là mình làm cái biểu đồ đơn giản như thế này, là mình chỉnh cái dòng active D-axis current của cái bộ chỉnh lưu chủ động, và mình coi là cái toàn bộ cái năng lượng ở trên DC bus nó như thế nào. Thì mình thấy là khi mà mình chỉnh cái dòng này, ví dụ 500A tới 3000A chẳng hạn, thì cái công suất ra nó sẽ thay đổi theo cái đường màu đỏ đây. Nếu mà cái wind turbine của mình đang quay ở 1 per unit, và nếu mà nó quay nhanh hơn hay chậm hơn thì mình cũng có thể chỉnh năng lượng đầu ra dựa theo điều chỉnh cái power này. Thì mình thấy là bây giờ mình toàn bộ mình có thể điều khiển cái power flow bất cứ theo ý mình muốn, chỉ bằng cái dòng D-axis current của cái bộ chỉnh lưu chủ động, mặc dù là trong hệ thống có rất nhiều diode. Thì khi mà mình chỉnh được cái power này rồi á, thì mình có thể nói tới cái chuyện là mình làm maximum power point tracking cho wind turbine. Thì để mà đạt được cái maximum power point tracking thì mình phải có một cái cấu trúc điều khiển. Một cái cấu trúc điều khiển của mình thì mình đề xuất nó như thế này. Thứ nhất là trong ruột của nó là người ta gọi là cái điều khiển dòng, nó cũng khá là giống với lại cái lúc nãy mà anh Nam có nói đó.
Thì cái điều khiển dòng bên FOC thì nó cũng ở đâu nó cũng là khá là giống nhau, thì nó có cái TI controller rồi cộng sau đó là nó có feed forward term để mà cái dynamic response cho nó nhanh. Đó là inner loop là current controller. Còn phía outer loop như nãy anh Nam có kể thì là mình sử dụng là để điều khiển hiệu điện thế, nhưng mà trong cái ứng dụng của mình á thì để mình điều khiển tốc độ, nó gọi là MPPT or maximum power point tracking controller. Thì cái MPPT controller này đơn giản nó cũng chỉ là một cái PI controller, với lại để nó yêu cầu là bây giờ mình coi cái tốc độ quay của cái máy của mình hiện bây giờ là omega đúng không, rồi cộng thêm mình có thông tin từ cái turbine của mình đang sử dụng nó là maximum power curve, thì mình có một cái thuật toán dựa trên hai cái thông số trên, mình bảo là đây là cái điểm omega, thì cái công suất đầu ra của DC của toàn bộ cái hệ thống của mình sẽ là bao nhiêu là PDC store, nó là giống như cái reference command. Rồi nó qua cái PI controller thì nó sẽ bảo để mà đạt được cái reference command PDC store này á thì cái dòng D-axis current nó phải là bao nhiêu, rồi nó tạo ra cái reference command cho D-axis current rồi nó bỏ vô trong cái current controller, rồi trong cái current controller nó qua cái nó tạo ra những cái tín hiệu cho bộ chỉnh lưu vũ động mà cứ thế là nó chạy thôi. Rồi cái trong toàn bộ cái bức tranh này cái mà missing, cái mà nó còn thiếu là cái maximum power curve, thì cái này mình tạo như thế nào? Thì mình tạo cái này nó cũng không phải là quá khó, tại vì khi mà mình có cái turbine rồi á thì cái mối quan hệ giữa cái tốc độ quay của turbine với lại cái output power là cái nhà sản xuất nó, người ta đã cung cấp cho mình, thì cái maximum power curve này, cái đường màu cam á là mình chỉ đơn giản mình nối những cái maximum power point của cái turbine lại với nhau thôi tại những cái tốc độ gió khác nhau. Rồi khi mà nó vượt quá tại cái điểm mà nó vượt quá cái công suất định mức của hệ thống á thì mình cứ giữ nó nằm yên ở cái công suất định mức của hệ thống. Cái đó là cách mình tạo ra cái maximum power curve. Rồi bây giờ mình thử nè. Bây giờ mình mọi thứ là có rồi đúng không? Bây giờ mình có maximum power curve, mình thử là bây giờ mình chỉnh mình làm một cái mô phỏng để bây giờ gió tốc độ đi từ 12 mét một giây đi xuống 10 mét một giây rồi quay lên 11 mét một giây để coi cái hệ thống này nó phản ứng như thế nào. Thì như các bạn thấy đó, khi mà cái tốc độ gió thay đổi thì cái tốc độ tối ưu mà cái wind của cái wind turbine nó cần phải chạy thì nó cũng theo cái đường màu đỏ đỏ chấm chấm nè. Mình normalize nó với cái base là 12 mét trên giây thì lúc mà tốc độ gió 12 mét một giây á thì mình muốn nó quay là 1 per unit, rồi 10 mét thì nó giảm xuống một chút, rồi 11 mét nó tăng lên chút xíu nữa. Thì cái turbine speed của mình á cuối cùng bạn thấy là cuối cùng thì nó sẽ hội tụ với lại cái đường tốc độ tối ưu. Thì mình biết là khi mà nó hội tụ vào cái đường tốc độ tối ưu này là cái mình muốn, mà tại cái thời điểm đó thì là cái công suất tối ưu của wind turbine nó sẽ đạt được. Đó, thì trên mô phỏng là mình thấy vậy là đẹp rồi. Toàn bộ hệ thống là nó chạy. Và cái mặc dù là có rất là nhiều diode ở trong hệ thống nhưng mà mình vẫn có thể điều khiển toàn bộ cái năng lượng đầu ra của cái hệ thống của mình. Thì trên mô phỏng là chạy đẹp, thì bây giờ mình hỏi là mình có thể làm một cái hệ thống thực nghiệm nhỏ nhỏ để mà thể hiện cái ý tưởng vừa rồi. Thì cái hệ thống thực nghiệm của mình á thì mình mua một cái motor của Samsung, rồi ở trong lab của mình thì mình làm một cái khung cho cái motor này để mà mình gắn cái motor lên cái khung. Rồi xong sau đó mình mới gắn ba cái motor lại với nhau trên một cái khung lớn hơn. Rồi ba cái motor này nó được gắn một cái trục, thì cái trục nó có một cái motor nó là prime mover. Thì cái prime mover này thì mình có thể lập trình cho nó để nó tạo ra cái đường power versus speed nó giống như là cái wind turbine. Rồi cái hệ thống điện tử công suất của mình á thì mình cứ lấy một cổng này mình gắn vô trong cái active rectifier chỉnh lưu chủ động, còn hai cổng này mình bỏ vô cái chỉnh lưu bị động. Rồi sau đó mình cho nó qua một cái tải, một cái tải điện tử công suất để mà mô phỏng cái lưới điện DC. Thì có một cái lưu ý nhỏ nhỏ này là hồi nãy mình nói bốn cổng là tối ưu, nhưng mà chỗ này mình làm có ba cổng. Lý do đó là cái hệ thống này mình mới bắt đầu mình làm nó từ lúc mà bắt đầu nghiên cứu, thì lúc đó chưa biết là bốn cổng là tối ưu nên mình cứ làm ba thôi để mà mô tả cái ý tưởng.
thì các bạn thấy là cái maximum cái prime mover khi mà lập trình đó, thì power output của nó khá là giống một cái wind turbine, thì nó phụ thuộc vào tốc độ quay và nó một cái điểm tối ưu ở 650 rpm. Nhưng mà cái này là mechanical power, thực tế là electrical power nó sẽ bớt đi một chút tại vì có hao phí trên hệ thống. Thì mình thấy là cái output power nó cao nhất là 380W ở khoảng 650 rpm. Và để đo đạt cái đường một chấm chấm đỏ đỏ như này nè, thì mình để cái diaxis current của cái chỉnh lưu chủ động nó theo đường chấm chấm màu đỏ phía dưới đây. Đó, thì bây giờ để mà cái hệ thống của mình nó được đạt được cái maximum power point tracking á, thì mình yêu cầu cái bộ chỉnh lưu chủ động nó chỉnh cái diaxis current theo cái đường màu xanh này. Và cái đường màu xanh nó giao cái đường màu đỏ chấm chấm tại cái tốc độ tối ưu. Thì khi mà mình lập trình như thế này á, thì mình thấy là cái hệ thống mình thả ra cho nó chạy, rồi cuối cùng cái tốc độ của hệ thống nó sẽ đi vô khoảng 650 rpm là maximum power point speed, và cái output power tại DC bus mình đo được là 380W, thì cái đó là đúng theo cái ý mình muốn, là mình đã đạt được maximum power point tracking trong cái ứng dụng như thế này. Thì khi mà mình đo đạt, mình làm một số tính toán để mà thực tế là coi cái hệ thống của mình nó có hữu ích như thế nào á, thì mình tính là còn có ai có câu hỏi gì không ạ? Thì mình tính, mình dựa vào cái biểu đồ gió của những cái khu vực khác nhau trên nước Mỹ, và mình sử dụng cái hiệu suất của hệ thống của mình để mình coi là mình thay đổi như hiệu quả nó như thế nào á. Thì nếu mà mình sử dụng hệ thống của mình ở California thì cái tổng năng lượng mình sản xuất ra ở California có thể tăng lên 5.4%. Nếu mà mình sử dụng ở Hawaii thì nó có thể tăng lên khoảng 5.5%. Và nếu mà mình sử dụng ở Massachusetts thì nó có thể tăng lên khoảng 4.1%. Và đó là toàn bộ cái nghiên cứu của PhD của mình trong vòng khoảng 30 phút presentation. Sau khi cái PhD đó, thì mình có cái hệ thống, nó cái công suất nó cỡ khoảng chiếc xe đạp của mình chạy trên đường, và sau đó mình nhận được cái funding của Bộ Năng lượng để mà tiếp tục mà xây làm một cái mẫu thử theo cái quy mô nó lớn hơn một chút. Thì mình đang mục tiêu của mình là cần phải có được khoảng 200 kW tại thời điểm hiện tại, thì cái công suất nó thì cỡ cái chiếc xe hơi bé. Thì việc mình hiện làm bây giờ là mình tập trung vào làm cái active rectifier, và mình sờ cái phần 2 của cái presentation hôm nay á, thì mình sẽ nói về những cái bài học mà mình rút ra được trong cái lúc mà làm cái active rectifier này. Cái active rectifier của mình á, thì mình đặt tên nó là Araya, đặt tên nghe cho dễ thương thôi. Nhưng mà đặc biệt là mình sẽ làm hết tất cả mọi thứ trong đây, từ cái mạch công suất cho tới bộ điều khiển cho tới cái mạch giao tiếp với lại sensors. Thì cái bài học thứ nhất của mình là làm sao để mà nối những cái công tắc nó song song với nhau. Tại vì trong điều khiển, trong cái mục tiêu của mình đó, là mình cần một cái converter led có thể chạy được 800V và 350A, và mình muốn sử dụng đó là silicon carbide. Nhưng mà khi mà mình sử dụng silicon carbide á, thì mình coi trên thị trường thì những cái công tắc đơn thì nó chỉ có thể được 120A thôi. Vì lý do đó thì mình thấy là bây giờ mình trong một cái công tắc như thế này thì mình phải kết nối 4 device, 4 cái công tắc đơn song song. Thì nếu mình có 4 công tắc đơn á, thì mình chỉ mỗi công tắc đơn thì cần 87.5A, thì như vậy là nó mình có thể mua cái công tắc ngoài thị trường và có thể sử dụng được. Thì khi mà kết nối những cái thiết bị song song thì có một cái mình cần phải để ý là khi mà mình làm layout á, là mình phải giảm tối đa switching loop rồi trong cái power này á, trong cái hệ thống này thì cái switching loop là nó nằm giữa cái tụ với lại hai cái switch. Thì cái cách mình chọn là mình cứ để high side switch với lại low side switch sát bên nhau. Thì khi mà mình để sát bên nhau như vậy á, thì mình có thể là mình dùng cái layout cái mặt phía trên là cho VDD và cái mặt phía dưới là cho VSS. Thì như vậy thì cái switching loop của mình nó chỉ có cái độ dày bằng cái PCB thôi, thì nó rất là nhỏ. Và cái thứ hai nữa là khi mình kết nối những cái switch song song á, thì mình phải làm
mình phải match những cái mình cái layout, phải cái layout phải đối xứng để mà đảm bảo là các cái switch này nó bật lên cùng lúc. Chứ nếu mà nó không bật lên cùng lúc, cái bật trước cái bật sau á, thì một cái switch nó phải gánh toàn bộ cái dòng, và những cái switch kia nó không, trong lúc nó chưa bật lên thì nó không gánh dòng nào hết, thì nó sẽ bị cái mà gánh nhiều dòng hơn thì nó có khả năng nó sẽ bị hư rất là cao. Thì để mà đạt được cái mục đích đó thì mình chia nó ra làm bốn nhánh song song với nhau trên cái layout như thế này. Thì khi mà mình bốn cái nhánh này nhìn rất là giống nhau, thì khi mà giống nhau như vậy thì mình đảm bảo là cái parasitic inductance trên mỗi nhánh là đều giống nhau. Khi mà mình bật lên á thì cái mỗi cái công tắc này, cái độ chịu dòng là nó sẽ bằng nhau. Và tiếp theo nữa là khi mà cái gate driver nó có hai lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất là mình có thể dùng mỗi cái cặp công tắc mình sẽ dùng một cái gate driver riêng biệt. Nhưng mà nếu mà mình dùng như vậy thì mình phải tính toán cho cái nó gọi là propagation delay cho những cái gate driver, thì cái đó cũng tương đối là khó. Bởi vì lý do đó thì mình chỉ dùng một cái gate driver để mà drive cả bốn cái công tắc song song với nhau. Thì khi mà dùng cái một gate driver như vậy á thì mình phải chú ý là cái layout như thế nào để mà từ cái điểm nối của cái điểm output của gate driver tới mỗi công tắc thì cái trace inductance nó phải giống nhau. Thì mình phải thiết kế cái layout, các bạn thấy như này, cái điểm ngay chỗ đây nè là cái điểm mà output của gate driver, rồi mình phải thiết kế cái trace từ cái điểm này cho tới mỗi cái công tắc. Các bạn thấy cái màu xanh lợt lợt đó là mình phải thiết kế, rồi xong mình dùng cái phần mềm là Q3D để mà đo cái inductance, cái trace inductance, và đảm bảo là cái trace inductance nó phải giống nhau. Thì như vậy là mới đảm bảo là các cái công tắc nó bật lên cùng lúc được. Xin chào, xin cảm ơn bạn Phúc, mình có câu hỏi cho cái phần vừa nãy được không? Mình là Long ở Nhật Bản ấy. Thì chào bạn, cái bạn vừa trình bày rất là hay, bởi vì trong công nghiệp thì rất là quan trọng. Thì mình thấy là bạn còn nói khá là chi tiết, nhưng mà mình muốn hỏi là thực tế khi mà bạn làm ấy thì chắc chắn là nó sẽ có sự khác biệt cái inductance ấy. Thì nó có khác nhiều không, và bạn có ảnh hưởng gì, bạn có bị vấn đề gì khi mà thử nghiệm không? Mình thấy là như cái những cái này nè, mình tính là mình cái mục tiêu của mình là được khoảng 40 nano Henry inductance, cái trace từ cái điểm này cho tới cái đầu ngoài này. Thì khi mà mình làm cái này á, mình đo được là nó dao động từ khoảng 38 nano Henry tới 41 nano Henry, thì mình chấp nhận cái tolerance đó. Và khi mình thử nghiệm thì mình thấy, các bạn thấy cái waveform như thế này, thì các bạn thấy là cái dòng mình bật lên, cái này là bốn công tắc khác nhau, mình đo bằng Rogowski coil tại chân của mỗi con MOSFET, thì với cái layout bạn thấy nó sẽ có mismatch nhất định, nhưng mà trong cái tolerance này, trong cái tolerance của con MOSFET thì mình vẫn chấp nhận được. Thì các bạn thì thấy mà cái thời điểm này mình bật lên thì tất cả dòng trên tất cả con MOSFET nó đều tăng, và nó sẽ oscillate theo cái kiểu tương đối là giống nhau. Không biết là như vậy có trả lời câu hỏi của Long chưa? Mình cảm ơn. Đúng cái ý mà mình hỏi rồi. Cảm ơn bạn. Tính toán và cái thực nghiệm cũng rất là khá là sát nhau, và nghĩ là kết quả rất là tốt. Cảm ơn bạn. Đó. Phúc ơi. Hello. Vâng ạ. Tớ là Thuận ở bên UT Dallas. Hay Thuận, như mình gặp nhau một lần rồi đúng không? Mình gặp ở ECC 2019. Đúng rồi, Baltimore. Từ đầu đến giờ là COVID mà là ác quá, cho nên là chẳng có đi được. Thế cho mình hỏi là bạn dùng một cái con gate driver này để điều khiển bốn cái IGBT đúng không? Cái này thì mình dùng carbide. Ok. Thì cái công suất của bạn chọn cái gate driver đấy thì chọn như nào? Cái dòng điện đầu ra, maximum đầu ra đấy, nó có cần cao không? Cái maximum đầu ra của mình dùng cái Infineon gate drive. Hiện bây giờ mà là dùng Texas Instruments, cái dòng peak của nó là 10A. Nhưng mà khi mà 10A thì mình tính là mình có thể drive được hai con và thoải mái. Nhưng mà nếu mà 4 con thì mình phải cần 18A. Thì cái để tính cái công suất tối đa này thì bạn chỉ cần tính là cái COSS nó là bao nhiêu. Thì dùng cái đó mình có thể tính được cái dòng tối đa của gate driver. Rồi mình nhấn 4 lên là ra được cái dòng tối đa của gate driver. COSS đúng không nhỉ? COSS là nó có là từ gate tới source, với gate tới drive. Ok. Rồi, cảm ơn Phúc nha. Rồi đấy, thì khi mà mình Phúc ơi cho mình hỏi tí. Mình Nam nè. Cho hỏi là ha, cái kết quả này á, là Phúc lấy từ Phúc dùng cái silicon IGBT SiC MOSFET cái nào?
Mình dùng United Silicon Carbide, mình có cái link nằm đây là cái tên của nó là United Silicon Carbide. Ok. Đúng rồi. Cho mình hỏi lý do là tại sao mà cái output của nó lại cao đến như vậy và cái lý do gì? Cái nào? Cái dòng của mình tầm có khoảng 20 ampere thôi nhưng mà cái output nó lên tới 70-80 ampere lận là. À, cái output cao này là tại vì đó là reverse recovery current của cái low side switch. Tại vì cái diode á, khi mà mình cái lúc mà mình configure cái này là giống như cái buck converter đúng không? Nhưng mình dùng SiC đúng không? Đúng rồi, mình dùng SiC thì trong cái body diode, cái này cái overshoot này là do cái body diode của cái switch ở low side. Nếu mà mình coi cái mở ra cái data sheet á thì mình có thể coi là cái reverse recovery current của cái diode là bao nhiêu. Thì cái reverse recovery current của cái diode chủ low side là nó sẽ lúc mà mình bật cái high side lên, lúc mà mình bật cái high side lên, tắt cái low side thì cái reverse recovery current của diode nó phải chạy qua cái high side switch. Thì đó là lý do mà tại sao mình thấy cái peak nó tăng lên như vậy. Tại vì thường silicon đó thì nó sẽ không có cái reverse recovery nên mình thấy lạ thôi. GaN mới không có reverse recovery current. Ok. Còn silicon carbide thì mình vẫn thấy nó reverse recovery. Nếu mình mở data sheet ra thì mình sẽ thấy nhà sản xuất họ sẽ ghi cái đó rất là chi tiết. Ok, cảm ơn. Cảm ơn nè. Alo. Em xin lỗi, em là Thắng, hiện tại đang học ở Sơn Tích, Hàn Quốc. Thì em đã hỏi, không em có một chút có comment cũng như là câu hỏi đó là. Tại vì ở đây là mình dùng silicon carbide. Vì anh dùng silicon carbide dẫn đến là cái nhiệt độ nó sẽ đạt được cái tự cân bằng, tại vì là khi mà ví dụ như là switch 1 nó bị mất cân bằng hoặc là dòng điện của switch 1 lớn hơn chẳng hạn thì lúc đấy dẫn đến cái nhiệt độ của switch 1 tăng lên và khi mà nhiệt độ tăng lên thì dẫn đến cái điện trở của cái switch 1 cũng tăng lên và sau đó sẽ làm cho cái dòng điện của switch 1 giảm xuống. Thì ở đây em muốn nói là đối với silicon carbide switch thì nó có cái đặc tính là nhiệt độ và điện trở nó tỷ lệ thuận với nhau thì dẫn đến là và trong trường hợp mình test như này thì kể cả mình không cái L của mình có lớn đến mấy đi chăng nữa thì cuối cùng là cái dòng điện của cái bốn switch nó tự cân bằng. Tuy nhiên thì đối với IGBT thì nó sẽ có được đặc tính ngược lại về nhiệt độ và cái AMS. Nhiệt độ cái RDS, cái RDS on nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau dẫn đến là rất khó trong trường hợp IGBT. Thì em thấy là ở đây thì mình có phân tích cho SiC switch thì em nghĩ là cũng rất là tốt khi mà cố gắng đạt được các cái trace inductance nó bằng nhau. Tuy nhiên thì em nghĩ là nó sẽ khó hơn đối với lại IGBT thì không biết anh có comment gì thêm về vấn đề không? Đúng rồi Thắng ơi, cái này á, thì cái mà Thắng nói rất là đúng, nhưng cái RDS on nó sẽ dominate cái current sharing, không phải cái lúc turn on instance này, nhưng mà cái lúc mà nó gọi là reach steady state thì lúc đó mình kiểu như là những cái công tắc mà song song với nhau thì mình cứ dùng KCL để mình tính ra current. Thì như Thắng nói á, là mình thấy là cái lúc mà cuối cùng đây nè, cái lúc mà khi mà dòng nó đã khá ổn định rồi thì nó có cái mismatch nhất định, thì cái mismatch này là do RDS on. Thì khi mà RDS on như tại đây này mình thấy nó có cái mismatch nhất định, thì nếu mà mình chạy một thời gian thì nó sẽ nóng lên, rồi nóng lên thì cái dòng steady state này nó sẽ đều lại với nhau. Nhưng mà cái transient ngay lúc mà turn on như này á thì mình còn phải cái trace nó phải match. Tại vì nếu mà nó không match thì mình dùng một gate driver thì cái signal, cái propagation delay tới mỗi cái gate nó sẽ khác nhau, thì sẽ dẫn tới là một cái switch nó bật trước và những cái switch khác nó bật sau. Thì cái nào bật trước nó phải chịu hết cái dòng qua, còn những cái bật sau thì từ từ nó mới chịu. Thì đó, thì nó có hai phần. Một phần á, khi mà để mình ensure, mình đảm bảo là equal current sharing lúc transient thì mình cần phải match những cái trace. Và cái thứ hai là khi mà mình muốn equal current sharing trong cái lúc mà steady state á, thì cái RDS on là quan trọng. Thì đối với ai với silicon carbide thì nó sẽ tự cân bằng với nhau trong cái steady state, còn với IGBT thì nó sẽ không cân bằng, thì IGBT sẽ khó hơn để mà mình parallel. Dạ vâng, em cảm ơn các bạn quay ạ. Dạ vâng, em hiểu. Xin rõ.
Rồi cảm ơn Thắng nhé. Rồi cái thứ hai, cái bài học thứ hai. Mình hơi bị quá giờ một tí á. Bây giờ không sao đâu. Chúng ta tiếp đi, đang rất hay. Anh đang chú ý theo dõi rất là hay. Nhưng mà tiếp đi. Thứ hai nữa là trong cái lúc mà mình thiết kế mạch thì có một cái vấn đề nó nhỏ thôi nhưng mà phải cực kỳ chú ý, là nếu mà không chú ý thì coi như là mạch mình không chạy. Là thứ mình phải avoid cái grounding loop. Thì cái grounding loop nó có nghĩa là trong cái hệ thống của mình á, thì mình có cái bo điều khiển rồi mình có cái bo cảm biến. Thì thường là mình muốn sẽ gửi tín hiệu từ bo cảm biến tới bo điều khiển chẳng hạn. Thì khi mà bạn thấy là thình thì mình sẽ có cái sợi dây để mình nối những cái bo đó lại với nhau. Thì các bạn thấy là nếu như mà cái mục tiêu của mình á, nếu mình muốn có cái V1 ở cái bo cảm biến thì cái bo điều khiển của mình phải nhận được V1, chứ mình nhận ra V2 mà nó khác V1 thì không được. Tuy nhiên nếu mình không cẩn thận khi mà mình nối những cái bo này lại với nhau, đặc biệt là mình nối cái mặt tiếp đất á, thì giả sử như hai bo này nó nối với nhau theo hai đường khác nhau, mà hai đường này đều hai đường tiếp đất, thì nó sẽ tạo ra một cái người ta gọi là cái loop. Thì khi mà cái loop này trong cái môi trường mà từ trường biến thiên, đặc biệt là trong cái high switching high DIDT ở trong cái hệ thống của mình á, thì cái loop này nó sẽ có từ trường biến thiên và nó sẽ có cái dòng đi trong cái loop này. Và khi mà nó có cái dòng đi trong cái loop này thì các bạn có thể dùng KVL để viết ra khá đơn giản. Mình viết V2 là bằng V1 cộng RI. R là cái điện trở chỗ cái loop. Thì nếu mà có cái dòng đây á, thì cái chỗ V2 nó sẽ khác V1. Rồi, coi như vậy là tiêu. Cái analog signal khi mình đọc là nó sai. Hoặc là nếu mà cái V1, cái nào là PWM signal của mình từ cái ball control đi. Thì nó, ví dụ bạn đang là muốn tắt cái công tắc mà mình có cái loop này, thì cái V2 nó nhận sẽ là, nó có thể là cái hiệu điện thế công tắc căng bằng bật lên, thì như vậy rất là không tốt. Thì cái cách mà mình đơn giản mình làm á, là mình chỉ cần cắt cái đường phía dưới để nó loại bỏ cái loop này đi. Thì ngay cả trong khi mà cái môi trường nó có hai, nó có từ trường biến thiên đi nữa, thì mình sẽ không bị cái dòng y nó bằng không, nên V2 chắc chắn là sẽ bằng V1. Thì V1 thì cái này nó sẽ mặc dù là nói đơn giản, nhưng khi mình có một cái hệ thống phức tạp hơn, ví dụ như là trong cái hệ thống của mình đang làm đi, thì mình phải phân tích khá là cẩn thận. Ví dụ như là mình cái phân tích mà mình làm á, là mình cái bo mình có ba phần đúng không, là cái controller, cái sensor interface với lại cái gate driver. Thì mình phải vẽ ra là coi cái mặt tiếp đất của những cái này nó như thế nào, rồi những cái mặt tiếp đất á, mình cứ vẽ nó nối lại với nhau, và mình phải cẩn thận để mình tránh cái cách kết nối của mình tránh những cái loop nó có thể xảy ra. Thì khi mà mình làm để tránh những cái loop á, thì đặc biệt là trong cái sensor thì nếu mà cái màu xanh này với cái màu xám này mà nối với nhau là nó có loop đúng không? Thì khi mà mình thấy cái đó thì mình phải để cái isolated power supply cho cái sensors, và tương tự cũng như cho gate driver. Khi mà mình phân tích như này, mình kết nối nó với nhau thì mình tránh được cái ground loop. Thì như vậy mình có thể đảm bảo được là khi mình truyền dẫn tín hiệu từ một bo này sang bo kia thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng trong cái môi trường mà có nhiều từ trường biến thiên như trong cái switching converter của mình. Và cái thứ ba nữa là bọn mình phần lớn đều là kỹ sư điện, thì mình sẽ rất là sợ những cái gì làm liên quan tới cơ khí. Nhưng mà mình nói các bạn hiện bây giờ có những cái công cụ rất là hữu ích, thì đừng có sợ, cứ tranh thủ học nó đi, rồi nó sẽ trở nên rất là hữu ích. Cái cách mà mình sử dụng ở đây thì mình sử dụng ba phần mềm để thiết kế cái mạch này. Thứ nhất là mình dùng KiCad, thứ hai là SolidWorks, và thứ ba là Inkscape. Thì KiCad á, là mình để sử dụng thiết kế mạch, và nó cũng cho xuất ra cái hình 3D của cái PCB của mình. Và cái hình 3D đó mình có thể bỏ vào trong SolidWorks để mà thiết kế cái phần cơ khí. Rồi khi mà SolidWorks á, có phần cơ khí thì mình có thể xuất ra bản vẽ để chuyển qua Inkscape, rồi dùng Inkscape để xử lý nó ra file PDF để mình đi làm waterjet hoặc là laser cut cái khung của mình. Rồi ngoài ra thì từ Inkscape mình có thể bỏ ra DXF file để mình nhập vô lại KiCad để mà coi. Giả sử như bạn muốn cái PCB của mình, cái dạng PCB của mình nó như thế nào á, thì mình có thể sử dụng cái DXF này để làm cut layer, để làm cái boundary layer của PCB thì nó rất là tiện. Thì ví dụ như là mình thiết kế cái này đi, thì khi mình thiết kế cái khung treo ở giữa cái màu xám này nè, là mình thiết kế bằng SolidWorks. Rồi khi mà mình muốn đục những cái lỗ trên này để mình gắn cái PCB cho nó vừa á, thì mình lấy cái PCB từ KiCad, rồi xong mình làm cái project những cái lỗ từ cái PCB qua trên cái khung SolidWorks. Thì như vậy là mình đảm bảo cái vị trí nó sẽ đúng, nó không có trật ra ngoài.
Thì các bạn thấy là khi mà mình thiết kế như vậy á, thì mình dùng cái water jet để mình cắt cái khung ở giữa, thì nó rất là đúng với cái thiết kế của mình. Rồi mình cắt những cái lỗ nhỏ nhỏ, cái lỗ khoan trước nè, rồi sau đó mình cứ muốn bắt ốc nào thì mình khoan lỗ đó, nó khá là đơn giản. Rồi cái PCB màu xanh lá cây này là cái PCB mình làm từ khai cáp, rồi lắp lên là vừa y chang luôn đó. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì mình có thể được cái hệ thống, mình có thể build được cái hệ thống khá là phức tạp, và mình có toàn bộ cái bản vẽ cơ khí của cái hệ thống này, nên mình có muốn chỉnh sửa gì nó cũng rất là đơn giản. Cái bài học thứ tư là liquid cooling. Hồi đó nghe thấy liquid cooling là sợ hết hồn, tại vì mình sợ là nó lúc mình gắn vô á là nó sẽ bị chảy nước, hay là nó không có kín rồi đó, thì mình sợ. Nhưng mà thật ra liquid cooling nó rất là khi mà mình biết cách làm đúng á, thì nó rất là hiệu quả. Thì để mình làm liquid cooling thì mình có một cái mô hình thermal khá là đơn giản, nhưng mà mình dùng á, ví dụ như là cái thermal model mình sử dụng là đầu tiên, cái lớp đầu tiên là cái công tắc của mình, tiếp theo là cái thermal pad, và cái thứ ba là cold plate. Thì khi mà thiết kế cái hệ thống này á, thì mình có thể vẽ một cái mạch thermal khá là đơn giản, với là cái nguồn nhiệt, là cái nguồn nhiệt này mình sẽ tính toán bằng mô phỏng, là mình coi là khi mà switch thì cái nguồn nhiệt của mình sẽ tốn bao nhiêu. Rồi trong tiếp theo đó là mình sẽ có những cái điện trở nhiệt. Thì điện trở nhiệt của mình có từ junction của cái switch tới cái case, thì cái đó là mình không thay đổi gì được rồi. Và cái sau đó thì có cái thermal pad với lại cái cold plate. Thì khi mà mình chọn cái thermal pad với cold plate, mình phải chọn R2, R3 với mục tiêu là khi mà mình có cái nguồn nhiệt thiêu như thế này, thì cái junction temperature, cái nhiệt độ tại cái junction của mình nó phải nhỏ hơn cái nhiệt độ tối đa của switch nó chịu được. Ví dụ silicon carbide thường 175 độ C, thì mình sẽ nói là mình giảm nó một chút, lấy Tmax này khoảng 125 độ C thôi để cho nó an toàn. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải lựa một cái bộ tản nhiệt nó có thể đảm bảo là nó tản nhiệt được cái toàn bộ cái Q này để giữ cái nhiệt độ ambient của mình ở cái mức nó không thay đổi. Rồi xong, bây giờ tới cái liquid cooling nó hơi sợ một chút, là mình sợ ống, sợ nước, rồi sợ nó chảy tùm lum. Nhưng mà nó có gọi là push to connect joints. Thì mình chỉ cần lấy cái push to connect này, mình cắm cái ống vô là nó sẽ tự kín, mình không phải bắt ốc, không phải dán keo, không phải làm gì hết á. Mình cứ cắm vô là nó kín. Rồi khi mà mình xài xong á, thì mình cứ rút cái ống ra là nó không có gì khó khăn hết. Thì khi mà mình thấy cái dùng cái push connect này nè, các bạn thấy cái cục nhôm đây là cái cold plate của mình, rồi cái màu trắng trắng này là cái push to connect joint. Thì mình cứ cắm vô, rồi mình cắm cái ống để dẫn cái liquid cái dung dịch tản nhiệt của mình vô trong này. Rồi các bạn thấy hình ở giữa là toàn bộ cái converter của mình, khi mà nó có cái bộ tản nhiệt với push to connect, rồi hai cái ống mà dẫn cái dung dịch tản nhiệt này, thì mình cắm vô trong cái chiller phía sau, mình dùng push to connect nó rất là tiện. Và cái cuối cùng của mình muốn nói là khi các bạn muốn xây dựng cái hệ thống mà khoảng trên 500V á, thì các bạn cần phải có giữ cái đường dây liên lạc giữa cái máy tính với lại cái microcontroller. Thì khi mà mình muốn giữ cái đường dây liên lạc này á, thì mình đề xuất là nên ít nhất là có hai cái protocol khác nhau. Tại vì cái protocol mọi người hay dùng, như mình là dùng Texas Instruments microcontroller, thì người ta dùng JTAG. Mà JTAG nó đơn giản, nó dễ dùng, nhưng mà tới khoảng DC bus voltage của mình khoảng 500V, thì do là EMI interference nên cái đường dây liên lạc này nó không có xài được nữa. Mà khi mà nó bị mất liên lạc rồi thì không cách nào mà mình liên lạc với cái microcontroller. Và nếu mà muốn khởi động lại cái microcontroller á, thì mình phải giảm cái DC bus voltage xuống. Và nếu mà mình có thêm cái protocol thứ hai, thì những cái message based protocol, ví dụ như là controller area network CAN, thì nó không có bị treo khi mà trong cái môi trường nhiễu loạn lớn như vậy. Thì cái hệ thống của mình đó là mình có cả JTAG của Texas Instruments, với lại có cả control area network. Thì cái control area network nó hơi khó một chút, nhưng mà nếu các bạn đầu tư vô đó thì cái lợi ích của nó mang lại sẽ rất là lớn. Thì hôm bữa là mình sử dụng tới cái DC bus của mình có thể tới 800V, nhưng mà những cái kênh liên lạc nó vẫn được thông suốt là nhờ hai cái protocol này. Rồi cái này là cái test setup mà mình đang sử dụng.
cái này chỉ là partial load test thôi, thì mình có cái inverter, các bạn thấy nó sắp nó ở đây, rồi phía sau tại vì mình cần cái tải khá là lớn á, mà mình không có cái inductor nào nó bự như vậy, nên mình dùng cái induction motor mình dùng cái inverter để tạo ra current trong induction motor. Mình trang chạy là cái lock rotor test, thì mình cứ có khóa cái rotor không cho nó quay, thì cái induction motor nó sẽ giống như là cái RL load. Và hiện bây giờ thì mình cái công suất hiện bây giờ mình sử dụng, mình chạy á, là được, mình đang chạy là ở 700V DC, và cái hình này là mình đạt được 45A. Thì trong vòng 1-2 tuần tới thì mình sẽ nâng cái công suất này lên. Các bạn có thể mình hy vọng là có sẽ đạt được tới 100 A, rồi sau đó khi mà mình hàn mấy cái công tắc để mà song song vô á, thì có thể đạt được tới 300 A, thì đó là hy vọng của mình. Và tới đây thì đó là toàn bộ cái bài presentation. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì xin mời cứ tiếp tục. Rồi, xin cảm ơn tiến sĩ Phúc rất nhiều, bài trình bày rất hay, rất là chi tiết và nhiều kinh nghiệm chia sẻ. Rồi xin mời anh chị em và các bạn có câu hỏi gì cho tiến sĩ Phúc mà. Rồi có Duy, Duy hỏi trực tiếp luôn đi Duy ơi. Duy nghe rõ không nè? Alo. Rồi dạ, nghe dạ. Rồi em hỏi trực tiếp luôn. Dạ, tại cái mic em lấy lỗi em mới sửa. Mọi người, anh Thảo nghe rõ mà. Rồi nghe rõ, em hỏi đi. Dạ dạ, em chào anh Phúc ạ. Em cảm ơn Phúc rất nhiều, phần trình bày rất là thú vị ạ. Thì em xin có một câu hỏi nhỏ thôi. Tức là anh Phúc có recommend gì khi mà cái việc mà chọn bốn con switch mà mắc song song để chịu được cái dòng cao á, thì ví dụ như bây giờ mình có cái dòng tổng là 200 A, nó qua bốn con switch đó, thì anh có recommend gì cho cái việc chọn lựa cái switch đó không? Với lại là em hỏi đi, em hỏi hết đi rồi anh hỏi. Với lại là khi lúc mà mình chọn á, thì mình có cần phải chú ý đến là cái chỗ là cái dòng mà khi mà nó turn on á, em thấy cái dòng turn on nó rất là cao á, thì không biết là nó có đều hay không, thì lúc đó mình chọn như nào. Câu hỏi của em ha, ví dụ như cái này thì anh chọn switch là theo nó gọi là rule of thumb thôi. Ví dụ như là anh muốn 200A mà anh muốn 4 switch, thì có nghĩa là một cái switch của mình á là nó sẽ được nó sẽ phải chạy 50A, đúng không? Thì cái anh cứ nhân 20% lên là 50 A, mà nhân thêm 2, nhân tới 1.2 lên là mình còn cái switch mà ray khoảng đó là được. Nhưng mà khi mình lựa cái switch á, thì nó có một cái khi mà em cái dòng mà transient đó, thì nó có một gọi là safe operating region SOR trong cái data sheet nó có, thì nó sẽ cho em biết là nếu mà em có cái pulse current với cái switch, nó sẽ chịu được cái pulse current với cái max cái độ lớn là bao nhiêu trong thời gian bao nhiêu. Ví dụ như cái switch của anh là 120 A, nhưng mà nó có thể chịu được cái dòng là 800 A với điều kiện là cái dòng đó nó kéo dài không quá 1 mili giây, thì em có thể chú ý tới những cái chi tiết đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà em lựa switch trước khi mà em thi công mạch á, thì anh các nhà sản xuất hiện bây giờ họ có cho mình cái switch model khá là chi tiết, có thể mô phỏng được cả cái transient của switch luôn. Thì em có thể sử dụng PSPICE hoặc là LTSPICE để mô phỏng trước, rồi em có thể em có thể làm cái mô phỏng mà nó có luôn cả những cái parasitic inductance, để em có thể biết được là nếu mà cái mạch của mình chừng này, cái parasitic inductance của mình là chừng này, thì mình có thể coi là cái transient current nó bao nhiêu, rồi mình đối chiếu với lại cái safe operating region để coi là nó có an toàn hay không. Nếu mà an toàn thì ok, nếu mà không an toàn, nếu em thấy không an toàn thì em phải đổi lại cái layout, để thường là người ta sẽ giảm cái parasitic inductance. Dạ em cảm ơn anh Phúc nhiều ạ. Phúc ơi, mình là thuận, mình hỏi một câu được không? Ở trang 22 đấy. Trang 22. Đây Hồng ơi. Thì ở đây có nhiều cái PI controller đấy, thì bạn tuning nó kiểu gì nhỉ? Bạn có cần là thiết lập cái small signal transfer function cho nó không, hay là bạn dùng try and error để điều chỉnh cái về trong này nó có hai cái PI, có nghĩa là có hai cái level của PI controller. Cái thứ nhất là của
của power của MPP controller thì cái này cái response nó chậm thì mình cứ để cái giá trị vô, mình không quan tâm nhiều lắm, miễn mà nó reach steady state thôi, cái đó không quan trọng lắm. Nhưng mà cái PI của cái current controller này á thì cái này nó quan trọng hơn. Thì cái cách mà mình tune, mà mình viết ra cái analytical model, rồi khi mà mình dùng cái feed forward term như này nè, thì cái analytical model từ cái ISD, cái transfer function, bạn có thể viết ra từ ISD tới ISD, ISD store, ISD tới ISD store, thì nó là first order system. Nếu mà cái P rồi xin lỗi, mình có thể viết cái analytical relationship từ IS, cái transfer function từ ISD qua ISD store. Khi mà mình viết như vậy á thì mình có thể chỉnh cái proportional gain với lại cái integral gain để mà cái relationship nó thành first order system với cái time constant là mình có thể chỉnh được. Thì nếu mà Thuận xem những cái bài báo publication trước của mình á thì mình có viết khá chi tiết về cái cách chỉnh cái PI, cái hệ số PI của current controller như thế nào để mà đảm bảo cái first order response với cái time constant là mình có thể chỉnh được. Ok, vậy thì ở cái chỗ controller for MPPT này thì bạn bảo là nó chậm đúng không? Nó tốc độ nó chậm hơn. Ừ, đúng thì rồi. Là để điều chỉnh đấy thì mình chọn cái KPP với KIP nó nhỏ hay là nó lớn để được? À, cái đó thì mình chỉnh, mình ví dụ như mình hôm mình làm mô phỏng á thì mình cứ để cái số vào, ví dụ 0.005 cho KI rồi 0.5 cho KP, cái đó mình không có quan trọng lắm. Thì cái số chỉ là tương đối nhỏ đấy mà nó không có oscillate quá nhiều là được rồi. Cái đó mình làm trial and error. Mình chỉ làm rất là chi tiết ở trong cái current controller thôi. Okay. Vậy vì trong cái lập trình ở microcontroller đấy thì mình cái sampling time đấy thì ở cái vòng ngoài với vòng trong đấy thì cái tốc độ sampling của hai cái vòng nó có khác nhau không? À, khác nhau đấy, tại vì ví dụ current controller thì mình sẽ sample as switching frequency, còn MPPT controller thì mình execute nó ví dụ như tùy theo cái inertia của cái hệ thống mình. Ví dụ cái inertia của mình nó nhỏ thì mình cần phải execute ví dụ như là 100 lần một giây. Nhưng nếu mà cái inertia của nó quá lớn á, ví dụ 5 giây mình execute một lần cũng chả sao. Ok, cảm ơn Phúc nhiều nha. Anh Thảo đây, Phúc ơi, chuỗi slide này luôn. Thì cũng có thêm chút ý cái comment nhỏ thôi. Nghĩa là cái phần mà Thuận hỏi thì cứ cái phần mà sampling time nghĩa là quan trọng. Bởi vì là đúng rồi, em nói rồi, hai cái sampling time của MPPT controller với current controller khác nhau nhiều mà. Yeah. Thì cái thật ra là cái sampling time rất là quan trọng. Bởi vì làm là cái vòng current controller thì càng nhanh càng tốt. Theo nguyên tắc là nó, lúc đó thì KVKA thì em sẽ chọn trước. Còn cái MPPT controller thì tốc độ sampling time nó có thể chậm gấp 10 lớn đến 20 lần lận. Thì mình chọn dễ hơn. Em trả lời là ổn rồi. Chỉ là giới thiệu cho Thuận thêm là nó quan trọng ở chỗ phần sampling time đó. Chứ còn KVKA thì là mọi người có thể căn chỉnh trial error cũng được. Hoặc là như Phúc nói thì tốt hơn nữa là có cái model thì mình sẽ ước lượng được trước cái khoảng. Rồi thì Phúc cho anh hỏi tí là cái lúc mà em dùng cái tốc độ CAN mà cái phần cuối cùng của hai mạch điều khiển á, cái prototype thì CAN của em là 1 megabit à? Nhanh nhất à? Hay sao? Rồi, ý là CAN cũng là CAN tiêu chuẩn à? Hay là CAN mở rộng? Của em là standard CAN thôi anh. Standard CAN à? Do anh cũng dùng CAN trong xe ô tô thì dùng CAN nhiều. Thì cái đó đồng ý với em là CAN nó chống được nhiễu tốt, với lại là nó sẽ ít bị trail hoặc là bị lag. Vì vậy là vẫn là 1 megabit đúng không? Rồi. Dạ, vẫn 1 megabit. Mà lý do mà em dùng 1 megabit đó là tại vì hồi đó cái CAN mà anh muốn tốc độ nhanh thì nó phải dùng 3.3V. Nhưng mà hồi đó em muốn dùng cái CAN 5V. Đúng rồi. Thì để an toàn hơn nên em dùng 1 megabit. Rồi, ok, cảm ơn em. Không biết các anh chị em các bạn có câu hỏi nào khác không ạ? Không, xin phép che Thảo cho mình có một câu hỏi. Xin mời bạn Đỉnh nha. Vâng, chào bạn Phúc, mình Đỉnh ở Bách Khoa Hà Nội. Mình có một số cái comment, câu hỏi đi. Ở cái slide, cái current response mà cái chỗ share dòng của 4 con van đấy. Bạn có thể chuyển đến cái slide đấy không? Vâng. Đang. Ok. Ở cái slide này thì mình có một cái thắc mắc là ở đây bạn đang chạy cho một cái mạch mà điện áp nó rất là cao, trong khi là cái rise time, fall time của cái current
là nó rất là ngắn. Ví dụ như là nhìn cái hình này, một time division của cậu là của bạn là 50 nanogiây. Thế thì cái thời đúng gian rồi. Rise time nó chỉ có khoảng độ 10 đến 20 nanogiây thôi. Đúng rồi. Cái hệ quả là cái current spike nó rất là lớn. Và với cái dòng điện làm việc ấy, gọi là steady state current là khoảng 20 ampere thì spike như này gấp khoảng 4 lần. Thế thì nó có làm cho cái mạch protection nó bị malfunction gì không? Và nhất thiết phải chuyển mạch nhanh như này không? Nhưng mà mình có thể làm cách nào mình slow down cái spike kia không? Vâng, thì khi mà mình nó tại vì cái này là khi cái slow down nó là trade off đúng không? Nếu mà mình bật nó chậm á thì cái switching loss nó sẽ tăng lên. Còn mình bật nó nhanh á thì cái spike nó sẽ nhiều nhưng mà cái switching loss nó sẽ nó sẽ giảm xuống. Thì khi mà mình coi cái spike này lúc nãy cái câu hỏi như Thắng hỏi đó thì mình sẽ coi cái safe operating region của cái switch của mình là bao nhiêu. Thì khi mà cái spike của mình nó chỉ cỡ 20 25 nanogiây thì cái dòng chịu được của cái switch nó sẽ rất là cao, nó có thể lên tới cả nghìn năm ampere, thì cái đó không thành vấn đề. Với lại cái thứ hai nữa là mình sẽ đặt ra câu hỏi là cái mạch protection của mình, thật ra mạch protection nó không thấy được cái spike được đâu, chỉ có 25 nanogiây thôi. Nên đặt ra cái vấn đề mà là cái spike mình bật nó nhanh để mà mình hạn chế switching loss. Rồi cái điều kiện thứ hai là mình biết cái spike thì nó không có gây hại cho cái switch tại vì nó nằm ở trong safe operating region. Và cái thứ ba nữa là mình biết là nó sẽ không có nó không có falsely trigger cái protection circuit. Nên vì lý do đó nên mình cứ giữ cái spike này thôi. Ok, cảm ơn. Thật ra là mình thì mình trải nghiệm rồi nên mình muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm thế này. Tức là trong mình đã từng thiết kế một hệ thống là 25 kW. Yeah. Lúc dịch chạy thử thì nó chạy được hiệu suất đến 98.6%. Tuy nhiên ấy, là nó lại không pass được cái EMC test bởi vì là nó chuyển mạch nhanh quá. Tức là mình chọn cái hiệu suất nó cao cho nên là mình phải chấp nhận là các cái ranging with spike nó sinh ra là nó lớn và nó làm cho các cái, ví dụ như nhìn cái chỗ này của bạn là cái tần số nó cỡ khoảng hơn, nó sẽ rơi vào cái band là 30 mê trở lên rồi. Cỡ khoảng 20 mê. Thì cái tần số chỗ này nó sẽ cỡ khoảng 30 mê, tức là nó vào cái band class 1 của cái CISPR rồi. Cái ranging như thế này thì có vẻ là nó sẽ không pass được cái EMC nếu mà hệ thống của bạn mà cần phải pass cái EMC. Không hiểu bạn có quan tâm. Đồng ý với là nếu mà mình phải mình cần phải certify cho EMC á thì mình phải quan tâm tới cái việc này. Thì thật ra thì khi mà mình làm cái product trong industry thì mình phải quan tâm, nhưng mà tại vì mình đang làm cái prototype, cái nguyên mẫu ở lab thôi nên mình cứ làm những cái việc mà những cái này mình chưa quan tâm nhiều lắm. Với lại cái thứ hai nữa mình muốn nói là cái này cái spice, nhưng mà cái spice này nó chưa hẳn, nó chưa chắc là nó sẽ translate trực tiếp vô EMI EMC, tại vì mình đo hiện bây giờ mình đo dòng ngay tại chân của con MOSFET, thì khi mà để test EMI EMC thì mình cần phải cho cái mạch này qua cái test để coi thực tế là nó làm ra EMI EMC như thế nào. Ok, cảm ơn bạn Phúc, mình hết comment. Vâng, cảm ơn Đỉnh. Mọi người có câu hỏi gì khác không ạ? Giải phụ cho em hỏi một câu ngoài làng một chút này, cho em hỏi chút là khi mà làm công hệ thống công suất lớn thế này thì anh có thể chia sẻ cho em với một số các bạn sinh viên đấy biết là cách để hoạt động, anh tức là nhóm của anh có mấy người và cách để anh test một hệ thống công suất lớn thì anh bố trí nhân lực thế nào? À cái này anh làm có một mình anh à, nên cũng không phải nên không cần phải bố trí gì nhiều, nhưng mà khi mà test công suất lớn á, cái quan trọng nhất anh nghĩ là cái quan trọng nhất mà mọi người phải để ý là mình phải bật nó lên như thế nào và phải tắt nó như thế nào, lỡ mà có sự cố làm sao để mình ngắt nó được, thì cái đó là cái quan trọng nhất khi mà em test công suất lớn. Và cái thứ hai nữa là em phải làm cho nó an toàn, là em phải có đủ những cái thiết bị bảo vệ. Ví dụ như là khi em test mạch công suất lớn thì những cái phần mà hiệu điện thế cao, dòng cao là em phải có cái vỏ bọc em bọc nó lại hết, để lỡ nó có cháy nổ gì đó thì nó nằm yên ở trong đó, nó không ảnh hưởng tới người mình xung quanh. Thì anh chỉ có hai cái comment đó thôi, là quan trọng nhất. Và cái thứ ba nữa là cái communication protocol, thì anh khi mà mình lên tới khoảng 500V thì anh đề xuất là nên sử dụng những cái message based protocol, ví dụ như CAN,
thay vì xài JTAG của microcontroller. Như vậy là khi mà có cái môi trường 2 EMI EMC á, thì em vẫn không bị em vẫn có thể liên lạc được với cái microcontroller để mà mình điều khiển nó. Alo, mình là Minh Khai, mình xin hỏi một câu được không? Vâng, anh Khai cứ Phúc dùng cái Rogowski current để mà đo những cái MOSFET này đúng không? Đúng rồi. Cái loại đó mình thấy nó to lắm mà sao Phúc nhét nó vô được trong cái lỗ giữa hai cái chân nó hay vậy? Tại vì cái Rogowski coil nó sẽ có nhiều kích thước dây khác nhau, với lại cái vòng dây của mình dùng á thì cái đường kính của nó chỉ có 1 mm thôi, nên mình vẫn cho nó vừa giữa hai cái chân MOSFET. Ok. Thế theo mình biết á, thì cái Rogowski đó nó chỉ đo chính xác trong cái dòng AC. Còn ở đây mình đo trong cái DC, cái signal như thế này thì liệu cái độ chính xác của nó có đảm bảo không? À, thật ra cái này không phải là dòng DC đâu Khái ơi. Cái này là dòng AC đó. Nếu mà bạn coi thì cái nó sẽ trừ cái average ra. Mình coi cái average waveform này là zero. Nó không đo được DC, chỉ có nghĩa là khi mà nó đo waveform á thì cái phần mà DC là nó sẽ bằng không, còn nó gần giống như khi mình xài scope mình dùng AC coupling á. Khai hiểu ý mình nói không? Thì mình tại lúc mình làm mình cũng có hỏi hãng, người ta cũng nói chung có một số cái lời khuyên thì không biết Phúc có thử so sánh thử giữa những cái phương pháp đo khác nhau giữa Rogowski rồi current sensor hoặc là đo trực tiếp bằng cái dòng, coi cái sự khác biệt của nó có nhiều không? Tại lúc mình đo thì mình thấy nó có vẻ như cái sự sai biệt nó không đáng tin cậy lắm. Ồ, về của Rogowski coil đó hả? Đúng rồi. À, cái này thì mình chưa thử, tại vì cái đo bằng current sensor nó cũng không phải là một lựa chọn cho mình á. Tại vì cái chân của con MOSFET nó quá nhỏ đi, không có cách nào mình bỏ current sensor vô được hết đó. Nó có nhiều cái cách để đo, để mình test, mình kiểm tra cái đó. À, mình chưa thử, mình chỉ mua cái Rogowski coil về rồi mình gắn vô, mình tin tưởng nhà sản xuất thôi à. Okay. Rồi xin mời mọi người coi, chúng ta còn một câu hỏi ngắn nữa. Có anh chị em nào hỏi không ạ? Alo ạ, anh Thảo ơi, cho em hỏi được không ạ? Em Long. Rồi, em hỏi đi Long. Dạ vâng. Cảm ơn bạn Phúc, bài trình bày rất là hay. Thì mình cho hỏi thêm một ý thôi, tức là toàn bộ hệ thống này thì bạn sẽ đang dùng controller của TI ấy, thì bạn dùng dòng nào nhỉ? Dòng C2000 hay là dòng nào, và tần số bạn dùng như nào? Tần số switching và tần số của controller ấy. Mình dùng C2000 là F28035. Cái switching của mình là 20 kHz và cái dòng mình dùng là 60 MHz. Switching của mình là 20 kHz và cái tần số của cái xung của con microcontroller là 60 mê. Cảm ơn bạn ạ. Vâng, em hết câu hỏi rồi anh Thảo. Rồi, chắc là chúng ta cũng có nhiều câu hỏi rồi nha. Thì câu hỏi nào thêm thì có gì các diễn giả có thể là nhắn cho ban tổ chức, rồi mình sẽ chuyển lại cho diễn giả. Rồi xin cảm ơn Phúc nhiều nhé. Dạ vâng. Rất là hay, rất là chi tiết. Rồi, đây có email của